Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to a Movie cùng với series What If. Vậy là bộ phim thứ hai đã chính thức khép lại với những tình tiết mới ở các vũ trụ khác nhau trong MCU. Theo mình đánh giá thì mùa 2 không thực sự hot on hot bằng mùa 1, thậm chí là các tình tiết không gây sốc bằng, nhưng cũng đã đem lại những trải nghiệm đáng nhớ cho người xem. Và bây giờ sẽ là tổng hợp tuốt tuần tuột diễn biến trong mùa phim thứ hai của What If. Video này sẽ tóm lược toàn bộ chi tiết, nhưng cũng không thể thay thế trải nghiệm xem phim thực tế của tất cả mọi người. Thế nên các bạn có thể cân nhắc trước khi xem video này. Còn bây giờ thì let's go! Trở lại với mùa thứ hai, The Watcher quyết định chọn Xander làm điểm dừng chân đầu tiên cho hành trình xem chùa, nơi chứng kiến vùng đất quân sự chìm sâu trong u ám và điều tàn thông qua con mắt của Nebula. Tại đây thì vệ binh trong bộ trang phục của Nova Corps đã tìm thấy xác của Yondu, lỗ thủng trên cơ thể vẫn còn bốc khói, đồng nghĩa là kẻ thù ác mới chỉ vừa rời đi. Đặt ra một thắc mắc rằng liệu ai có đủ khả năng để thực hiện hành động tàn bạo đó, và quan trọng hơn là giá trị mà chúng tìm kiếm ở Yondu là gì? Đột nhiên, những sĩ quan khác của Nova Corps cũng đã xuất hiện, cùng với đó là đội trưởng Garthen Sol. Common Nebula là cái cách mà Garthen Sol gọi Nebula, cho thấy rằng quân hàm của Nebula gần như ngang hàng so với Sol, nhưng có vẻ cả hai không ưa nhau cho lắm. Gã đã cố tình gây khó dễ cho Nebula, xúc phạm đối phương bằng cách nói rằng bản thân không cần một thứ rác thải từ nhóm Black Order ra lệnh cho mình. Black Order là tên gọi của nhóm dưới trướng Thanos, hay còn có tên gọi khác là Children of Thanos, từng gây khó khăn cho các siêu anh hùng trong Avengers Infinity War. Tuy nhiên, Nebula và chị gái của mình là Gamora đã phản bội và bỏ Thanos mà đi, mỗi người một hướng. Trong What If thì Nebula thay vì đi theo đội vệ binh, cô đã tham gia vào Nova Corps dưới trướng của Nova Prime. Quay trở lại với mạch truyện chính thì Nebula sau khi có xích mích ngầm với Garthen Sol đã bỏ đi để truy tìm thêm manh mối. Phim đã đưa chúng ta quay trở về thời điểm trước đó khi Ronan đã tiêu diệt Thanos cùng với Gamora, để lại Nebula trôi dạt giữa vũ trụ rộng lớn. Cô bất chợt được tìm thấy bởi Nova Prime. Bà đã cho cô một cơ hội để tham gia Nova Corps. Cô cùng với đồng đội của mình đã tuyên thệ rằng thế nhưng, Nebula vẫn không thể thoát khỏi sự hủy diệt của tên Ronan the Accuser. Hắn đã một lần nữa xuất hiện để phá hủy Xander. Do vậy, Nova Prime buộc phải cô lập Xander và bao quanh hành tinh bằng một khiên năng lượng có thể chống chịu trong vòng 50 năm. Xander sau đó sẽ được an toàn, nhưng với cái giá quá đắt khi họ không thể đi đâu hay tương tác với mọi thứ bên ngoài hành tinh. Và rồi, nội bộ của hành tinh này càng trở nên khó kiểm soát hơn, điển hình là cái chết của Yondu. Nebula cho rằng, việc đội của Garthen Sol đang khá là lãng phí thời gian tìm kiếm vũ khí của hung thủ giết Yondu mà không để tâm đến động cơ thực sự của chính nạn nhân. Nebula sau đó nhanh chóng chiếu lại đoạn phim mà cô đã ghi được khi tương tác với Yondu và thu lại được mũi tên Yaka của hắn, để rồi phát hiện ra một bí mật bên trong cái mũi tên thần kỳ đó. Bí mật này có không hề được lưu trữ trong kho lưu trữ của Xander. Ngay sau đó thì Nebula đã nhận được cuộc gọi từ Nova Prime. Bà đã cảnh báo cho Nebula về việc Xander đang đứng trên bờ vực diệt vong, chỉ còn thời gian đến bình minh, và Yondu thì có liên quan đến cả vụ này. Tuy nhiên, Nebula cho rằng Yondu đang cố bảo vệ Xander. Do vậy, bà đã cho phép Nebula thực hiện tìm ra hung thủ đứng đằng sau bằng mọi cách mà cô mong muốn, bởi bà tin vào bản năng của cô. Sau đó, Nebula đã đến một sòng bạc nơi có Groot, Croc và một nhân vật tay to mặt lớn khác là Vịt Howard. Ngay lập tức, anh ta đã mỉa mai Nebula về ngoại hình máy móc của cô và có ý không muốn tiếp. Mặc kệ sự thờ ơ đó, Nebula đã cắm ngay mũi tên của Yondu vào bàn nơi Howard đang ngồi. Anh ta đã đoán ra rằng Yondu đã chết vì một lý do nào đó. Nebula đã mau chóng đưa Howard xem những gì cô đã tìm được từ mũi tên của Yondu. Tuy nhiên, có vẻ như Howard cũng không rõ thứ quái quỷ này là gì, cho đến khi anh bồi bàn Croc đến và phọt ra rằng đây là lõi của Xander trước sự ngạc nhiên của cả hai. Nó là sự hỗn hợp của nhiều chức năng, và quan trọng nhất đó chính là nơi chứa mã nguồn của hệ thống tạo khiên chắn cho Xander. Có vẻ như có kẻ nào đó đang có ý định tiếp cận mã nguồn để có thể hủy tấm khiên, giúp cho Ronan có thể tiếp cận và hủy diệt Xander. Cả Croc và Howard đều cảnh báo rằng bất cứ ai vào trong đó đều không thể thoát ra được, nhưng Nebula vẫn một mực quyết tâm theo đến cùng. Ngay sau đó, cô đã đột nhập vào khu nhà tù Nova Corps để giúp cho một tù binh có biệt hiệu là X2357 vượt ngục. Tên này đã từng bị chính Nebula bắt đi vì tội đột nhập vào những nơi có hệ thống bảo mật cấp cao. Và đoán xem, đây chính là John Rock. Cả hai nhanh chóng thoát khỏi trại cải tạo để đến nơi cần đến là lõi của Xander. Nebula đã ngay lập tức tiếp cận và kết nối với nó để tải toàn bộ dữ liệu xuống. Thế nhưng không may đã bị John Rock khống chế và cướp mất đi dữ liệu, khiến cho Nebula mất kiểm soát. Không có cách nào khác, Nebula đã phải tìm lối thoát khác bởi John Rock đã chạy thoát và khóa chặt cửa ra. Mặc dù còn sống sót và trở lại mặt đất, Nebula vẫn không đủ sức để tiếp tục nhiệm vụ do Nova Prime giao cho.
Thậm chí, cô còn chứng kiến Nova Prime đứng bên cạnh Yon Rock và lật mặt. Chính bà là người đứng đằng sau tất cả những âm mưu mở khóa khiên Xandar để Ronan có thể tiến hành xâm lược. Mục đích bà ta làm điều này là bởi sau 5 năm cách ly, thì Xandar thậm chí còn tệ hơn những gì mà bà dự đoán, khi tất cả mọi người trong Xandar đều có ý định hãm hại lẫn nhau. Hơn nữa, Ronan đã hứa sẽ giao trách nhiệm cho bà nếu bà chịu hợp tác với hắn. Và chốt chặn, bà ta đã lợi dụng Nebula từ trước đến nay chỉ với một lý do duy nhất. Sau đó, bà ta đã cho đám người của Sào thủ tiêu Nebula. Nhưng với aura nhân vật chính thì cô nhanh chóng thoát ra được với rất nhiều vết xước trên người. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Nebula đã trà trộn vào đám người dân Xandar đang biểu tình đả đảo Nova Corps và bị đám người đó trách móc và mỉa mai bởi chính cô đang mặc đồng phục của Nova Corps. Cô mau chóng trở lại song bài của Howard và gặp lại anh ta cùng với Groot, Mick và Cork. Họ đã giúp cô sửa chữa và tân trang lại mọi thứ, đồng thời show ra rất nhiều hàng nóng là những vũ khí hạng nặng chuẩn bị cho cuộc phản công. Sở dĩ Howard rất hào hứng giúp đỡ Nebula là bởi nếu Xandar bị xâm lược, công việc kinh doanh của anh ta sẽ bị đình trệ, thậm chí là bay màu. Vì vậy, họ đã thành lập lên một đội vệ binh giải Xandar, gồm Cork trong vai Drax, Nebula với mũi tên ảo ma của Yondu, Howard trong vai Rocket, Groot thì vẫn là Groot và thành viên còn lại là Mick. Họ nhanh chóng tới Nova Corps để ngăn chặn âm mưu của Nova Prime, nhưng đã quá muộn khi bà ta đã cùng đồng bọn đã đăng tải mã nguồn để mở khiên cho Ronan. Vui mừng chưa được lâu, bà ta đã bị chính Nebula gài bẫy khi đã bí mật thay đổi mã nguồn của lõi Xandar, khiến cho chiếc khiên bị đóng lại ngay lập tức khi tàu của Ronan tiến vào. Hắn cùng với đồng bọn trên tàu đã bị tiêu diệt một cách chóng vánh và nhạt nhòa, thế là nhạt không thể chịu được. Điều này đã khiến cho Nova Prime tức giận nhưng cũng không thể làm gì cả. Và như một sự trả thù ngọt ngào với câu nói khinh thường Nebula chỉ là máy móc, cô đã phản bác lại rằng chỉ có người máy thì mới có thể hiểu được máy móc. Thậm chí Nebula còn nhắc lại câu đã tuyên thệ trước khi tham gia vào quân đoàn Nova. Bà ta đã mau chóng bỏ chạy để đám lính của mình giải quyết, trong đó có cả John Rock và Sal. Với ưu thế về mặt thể hình, Cork đã nhanh chóng làm thịt cả hai tên trong gang tấc. Còn Nebula thì đuổi theo Nova Prime. Trong tình thế một đối một, Nova Prime vẫn không thể từ bỏ dã tâm và quay đầu, mà thay vào đó trách móc Nebula vì đã phá hỏng tất cả mọi thứ. Bà đã định kết liễu Nebula nhưng đã vô tình đẩy bản thân vào chỗ chết. Kết thúc tập phim, Xandar đã được giải thoát, kẻ thù bị tiêu diệt mãi mãi. Nova Corps dường như sẽ có một siêu thủ lĩnh có thể kiểm soát cả hành tinh. Và tất nhiên, vì Howard vẫn giữ được giấy phép kinh doanh. Chia tay Nebula thì chúng ta tiếp tục được theo trần một thành viên khác của đội vệ binh. Nếu đã theo dõi vũ trụ điện ảnh Marvel, đặc biệt là series Guardians of the Galaxy, thì người hâm mộ hẳn không còn lạ lẫm gì với mối quan hệ của Ego, The Living Planet và Peter Quill. Hành tinh sống nung nấu dã tâm mở rộng, nôm na là tái cấu trúc lại toàn bộ cõi vũ trụ theo ý của hắn. Vì thế, Ego đã đi đến tất cả các thiên hà khác nhau để phối giống nhằm mục đích tạo ra những đứa trẻ có thể giúp gã bành trướng sức mạnh. Khi Chu Du đến trái đất, thì Ego đã sinh thành nền Peter Quill và chờ đợi đến khi cậu đầy đủ nhận thức thì mới cử đội Ravengers đến để hộ tống con trai. May mắn là Yondu, thủ lĩnh của nhóm, đã nhận ra âm mưu xấu xa của Ego. Anh đã đánh cháo khái niệm, biến đây thành một vụ bắt cóc rồi nuôi dưỡng đứa trẻ tội nghiệp ấy như con đẻ. Khi trưởng thành, thì Quill gia nhập đội vệ binh giải ngân hà, sát cánh bên cạnh những người đồng chí để bảo vệ vũ trụ. Cuối cùng, định mệnh vẫn đưa đẩy Quill chạm mặt với Ego. Hai cha con đã trải qua một cuộc chiến một mất một còn. Và từ đây, The Legendary Star-Lord đã được khai sinh. Trong tập phim 2001 của What If, Thánh Xem Chùa The Watcher đã giới thiệu tới chúng ta một biến số trong câu chuyện kể trên, nơi Yondu chưa thay lòng đổi dạ, để rồi trao tận tay Peter Quill cho Ego thay vì nuôi dưỡng cậu nhóc trở thành một phần của Ravengers. Toàn bộ tiền đề nếu như diễn ra vào năm 1988, tức là khoảng nửa năm sau khi Yondu tiếp cận Peter Quill trong bộ phim Guardians of the Galaxy, Ego đã lợi dụng thời cơ cử con trai trở lại trái đất và bắt đầu tàn phá Manhattan. Ở thời đại này, dự án Pegasus được điều hành bởi Peggy Carter, bồ cũ của đội trưởng Mẽo và Howard Stark, cha của Iron Man. Cặp đôi quyết định ứng phó với mối đe dọa này bằng cách tập hợp một nhóm các chiến binh kiệt xuất tại địa cầu, bất chấp tình hình chiến tranh lạnh đang đóng băng quan hệ đối ngoại. Đội ngũ đã được triệu tập bao gồm Hank Pym, tiến sĩ Bill Foster hay được biết đến với cái tên là Goliath, Black Panther do vua T'Chaka tiếp quản và cá nhân không ai ngờ đến là The Winter Soldier. Sở dĩ Liên bang Xô Viết đã đồng ý hợp tác là bởi họ muốn ngăn chặn vấn đề trước khi mà Peter Quill kịp đặt chân đến phía bắc của lục địa Á Âu. Thời điểm chạm mặt chiến binh mùa đông, Peggy ngay lập tức nhận ra anh chính là Bucky. Dẫu vậy, Howard cũng lưu ý rằng kể cả đó là sự thật thì người ở bên dưới mặt nạ cũng không còn là anh chàng mà họ từng biết nữa. Thông qua trường đoạn làm quen này thì ta có biết được rằng cha của King T'Chaka đã giúp đỡ Hoa Kỳ trong chiến tranh và ông thậm chí còn gửi tặng một ít quà quê. Vibranium sau đó đã được rèn thành chiếc khiên Captain America nhưng hiện đang bị thất lạc ở Bắc Cực.
trùng khớp với diễn biến ở MCU. Wendy Lawson trẻ tuổi, người thầy của Carol Danvers mà chúng ta quen thuộc cũng đã tham gia vào nhóm. Cô nàng sở hữu bộ đồ Kree, đã thế lại còn đủ hiểu biết để cung cấp năng lượng cho máy bay bằng khối Tesseract. Bằng phi cơ thượng hạng, cả nhóm đã nhanh chóng cất cánh đến đảo Coney tại Brooklyn, khu vui chơi hiện đã bị phá tanh bành bởi Peter Quill. Khi tiếp cận đối tượng thì vua T'Chaka hết sức bất ngờ bởi cậu nhóc chẳng có vẻ gì nguy hiểm cả. Thế rồi, chứng kiến sức mạnh hủy diệt trước mắt, báo đen đã phải suy nghĩ lại. Biệt đội chắp vá chia làm 3 hướng tấn công, với Wendy Lawson nghiên cứu về con tàu đã đưa thảm họa này đến. Winter Soldier yểm trợ bằng máy bay, phần còn lại là thiết lập bẫy để dụ Quill vào trong. Bài vở thì có, dẫu vậy, sức mạnh của đứa trẻ này lại vượt trội hơn rất nhiều những gì mà tất cả hình dung. Nếu Thor không kịp thời giáng trần với tia sét, thì có lẽ cũng chẳng còn người hùng nào sống sót để mà tính đến chuyện bảo vệ trái đất. Ăn trọn một chùy Mjolnir, Peter Quill đã bất tỉnh nhân sự, tạo điều kiện để biệt đội còng tay kẻ hủy diệt về trụ sở. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, thì Thor mới giải thích ngọn ngành về nguyên nhân mình có mặt tại đây. Theo đó, cậu nhóc kia đã điên cuồng tấn công và cứu giới, lần lượt là Jotunheim, rồi thì Asgard. Mọi giới đã đều thất thủ và trái đất là những gì duy nhất còn sót lại. Đi sâu hơn vào vấn đề, Thor đã đặt lên bàn một giống cây thiên thể, thứ mà Ego dùng để cấy bản chất của thực thể vào sâu trong các hành tinh. Thần Sấm đã tìm thấy một giống cây tại trái đất và nhiệm vụ của Peter Quill là kích hoạt nó. Thế nhưng, niềm tin của Ego cũng chứng kiến một con dao hai lưỡi vì chỉ có sinh vật sở hữu nguồn gốc Celestials mới có thể thâm nhập vào Seeding. Họ đang nhìn nhận Peter Quill như kẻ thù. Tuy nhiên, cậu cũng chính là chìa khóa duy nhất để can thiệp vào quá trình mở rộng tại trái đất theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Trong khi người lớn đối xử với Quill như một con quái vật, thì Hope, con gái của Hank Pym, lại thấy một sự kết nối thân thiết với người bạn của mình. Cả hai là những đứa trẻ đồng trang lứa. Dù vậy, thứ đã xích họ lại gần với nhau chính là tình cảm, là nỗi nhớ về những người mẹ quá cố. Thương cảm trước nỗ lực tìm về cội nguồn của bản thân ở Missouri, Hope đã dùng đồ nghề của người kiến để giải thoát cho Peter khỏi phòng giam. Các siêu anh hùng sớm bắt kịp cô gái trẻ, nhưng họ cũng đã quá muộn để khắc phục bất kỳ điều gì. Quan điểm giữa đầu não Pegasus lúc này bị chia rẽ. Thor cùng với Bucky đều đồng tình rằng Quill nên bị kết liễu bởi cậu là chìa khóa để kích hoạt Seeding. Họ không thể mạo hiểm và cho rằng bản thân có thể thuyết phục một đứa trẻ đã bị tẩy não nặng nề. Đối diện với sự tàn bạo của bậc cha chú, Hope đã lên tiếng để nhắc nhở về chủ nghĩa anh hùng mà mọi người đang theo đuổi. Siêu anh hùng làm những điều đúng đắn và Peter xứng đáng được mọi người giúp đỡ hơn bất kỳ ai khác. Hope sẽ nói cho họ biết cậu bé đã đi đâu. Dù vậy, Hank Pym buộc phải hứa với cô bé rằng người bạn thân sẽ lành lặn trở về. Đồng ý với yêu cầu từ cô con gái, Hank Pym và Wendy chu du đến Missouri để gặp Peter Quill, nơi cậu đang buồn rầu thăm mộ của Meredith. Foster, Black Panther, Thor cùng Peggy lao ra chiến trường để đối mặt với Eagle vừa mới đến trái đất. Howard thì ở lại trụ sở Pegasus để làm tham mưu, đồng thời tiện tay trông coi luôn cây giống thiên thể đang bị Eagle nhắm đến. Tại nghĩa trang thì Bucky cũng bất ngờ có mặt với cây súng nhằm hòng kết liễu Peter Quill theo mệnh lệnh bí mật từ Gorbachev. Howard đã biết chuyện, hack ngược lại vào đường dây liên lạc và cố gắng làm Bucky nghĩ lại bằng cách nhắc về những gì mà Steve Rogers luôn trân trọng ở Anh. Thời điểm mà Winter Soldier bỏ tay ra khỏi cò súng, Hank Pym cũng đã rất thành công trấn an Peter Quill cho cậu nhóc một gia đình để bản thân có thể thuộc về. Gạt bỏ sự kiểm soát của Ego trong tâm trí, Quill đã quyết tâm bảo vệ quê hương của mẹ Meredith và quay trở lại chiến trường. Lúc này, Ego mới hóa Kaiju để cho những người hùng ăn hành sắp mặt. Đánh cắp lại khối xi đình từ xúc tu của Ego, người kiến cưỡi mây về gió cùng ông cháu Peter để đột nhập vào bên trong cơ thể khổng lồ mà Celestials tạo nên. Đương đầu với cha đẻ, Peter Quill đã phát hiện ra sự nghiệt ngã rằng Ego chính là tác giả đằng sau khối U đã khiến cho mẹ Meredith thiệt mạng. Không hề nao núng, Peter đã hấp thụ cây giống thiên thể, đánh sập âm mưu mở rộng của Ego lên trái đất. Cậu tự hào cất lên cái tên Star-Lord mà mẹ vẫn hay gọi, rồi tiến hành vận trưởng đánh tan Ego cùng với tàn dư của hắn khỏi hành tinh này. Cuộc chiến chưa kết thúc, Hank Pym đã chạy đến ôm lấy Peter Quill vào lòng, một cái ôm chứa đầy tình yêu thương để cứu rỗi đứa trẻ này khỏi phần đời đầy nỗi đau trước đó. Dọn dẹp xong hiểm họa từ bên ngoài hành tinh xa xôi, các siêu anh hùng đã quay trở lại nhà Hank Pym để mở tiệc ăn mừng. Chỉ có Bucky là người duy nhất vắng mặt để tìm về mái nhà Brooklyn. Một hình dạng vật chất của Ego đã bị Quill tiêu diệt, nhưng hành tinh của thực thể này vẫn còn tồn tại. Vũ trụ sẽ không bao giờ yên bình nếu quá trình mở rộng chưa bị đóng đại hoàn toàn. Thor đã định rời đi để lên đường giải cứu thiên hà. Mặc dù vậy, mọi người lập tức làm lại tư tưởng cho Odinson. Thần Sấm không cô độc trên chuyến phiêu lưu này bởi biệt đội The Avengers đã chính thức được thành lập. Mùa 2 của What If phát hành vào đúng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm mới. Không ai muốn bỏ lỡ dịp lễ tặng quà, kể cả The Watcher. Và dưới đây là câu chuyện Giáng sinh mà ông yêu thích nhất. What If Happy Hogan Save Christmas. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông chú Happy cứu lấy một đêm Noel tẻ nhạt?
Lúc này đây, Happy Hogan đang phải tất bật trong việc trang trí và chuẩn bị bữa tiệc Giáng sinh tại tòa tháp Avengers. Happy cũng đã được hỗ trợ bởi Darcy Lewis, người đã đóng vai trò là thực tập sinh tại nơi đây. Ngoài ra, việc Jarvis đang trong giai đoạn tạm nghỉ cũng đã khiến cho công việc của Happy bị tăng lên đáng kể, khi mà anh không chỉ phải quản lý các nhân viên không thôi, binh đoàn người sắt cũng phải một tay Happy quản lý và chỉ huy. Maria Hill trong lúc không lo chuyện chiến sự thì cũng phần nào đó hòa mình vào trong bầu không khí Giáng sinh tại đây. Tuy nhiên, ngay khi Darcy vừa mới rời đi thì một mối nguy khác lại xuất hiện, đó chính là sự hiện diện của Justin Hammer. Ở vũ trụ này, thay vì tự tạo một đội quân người máy hỏng cố hạ bệ Tony Stark thì Justin Hammer đã bị bắt giam vì cố gắng phá hỏng triển lãm của Stark. Và khi có nhiều thời gian để suy nghĩ và nghĩ ngợi về tương lai của mình trong tù, thì Justin Hammer ở vũ trụ này có thể nói là sáng suốt và nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn rất nhiều, thay vì bốc đồng và sốc nổi như ở vũ trụ gốc, và rồi thì bị Ivan Vanko chơi khăm một cú. Trở lại với các diễn biến chính trong tập phim, sau khi Jarvis bị tạm tắt đi và Happy cũng như các nhân vật khác bắt đầu lơ là phòng bị, Justin Hammer đã đột nhập thành công vào trong tòa tháp Avengers, hack được toàn bộ hệ thống và thành công kiểm soát được binh đoàn người sắt của Tony Stark. Về phía Happy thì trong lúc đi kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra thì anh đã chạm mặt với Hammer cùng với các thuộc hạ của mình đang đứng trước phòng thí nghiệm của Tony Stark. Mục đích của Justin Hammer lúc này đây không phải là các công nghệ xịn sò của tập đoàn Stark nữa, mà thay vào đó là lọ huyết thanh của Hulk đang được Tony Stark nghiên cứu. Ở vũ trụ này thì Tony Stark cũng đã thành công bào chế ra được lọ huyết thanh giúp cho người sử dụng có thể biến thành Hulk mà không bị mất đi lý trí vì cơn giận dữ. Trong lúc hai gã thuộc hạ đang cố đập vỡ cửa kính thì Happy đã nhanh nhẩu lèn vào phòng thí nghiệm thông qua ống thông gió. Về phần của Maria Hill, trong lúc của áp giải Justin Hammer, cô đã bị thương do hắn đã chơi xấu và điều khiển một người máy đến để kiểm soát cô. Happy thì với thân hình không mấy gọn gàng của mình cũng đã nhanh chóng khiến cho ống thông gió bị đổ sập xuống và bị phát hiện. Trong lúc bối rối đi tìm lọ huyết thanh khi mà quân địch sắp sửa ập vào, Happy đã vô tình để cho kim tiêm chứa máu của Hulk kim vào trong cơ thể của mình. Toàn bộ số huyết thanh sau đó cũng đã được bơm vào trong cơ thể của Happy một cách vô cùng tình cờ. Giờ đây, từng phần cơ thể của Happy bắt đầu biến thành Hulk. Nhưng thay vì biến thành màu xanh như phiên bản gốc của Bruce Banner, thì Happy lại có một dạng Hulk màu tím. Tuy nhiên, Happy cũng không biến hình toàn bộ cơ thể ngay lập tức, mà thay vào đó chỉ biến từng phần cơ thể một. Đầu tiên là một cẳng chân, thứ đã giúp anh dễ dàng đạp vỡ cánh cửa của phòng thí nghiệm để thoát ra ngoài. Và trong lúc lẫn lộn, thì Happy đã cố gắng để liên lạc với đội Avengers nhưng bất thành vì ai ai cũng đang có một công việc riêng. Dù trên thực tế thì có vẻ như mọi người đều đang bận những việc không quan trọng và không gấp gáp bằng tình cảnh hiện tại của Happy. Sau cuộc gọi cho nhóm Avengers cũng là lúc Happy bị một người máy phát hiện. Rất may là cánh tay của anh lúc này đã biến đổi và Happy có thể dễ dàng đánh bại nó. Giờ đây chỉ còn có một người duy nhất có thể hỗ trợ Happy trong tình cảnh hiện tại, đó chính là Darcy. Trong lúc chạm mặt trực tiếp với đám thuộc hạ của Justin Hammer, thì Happy đã chơi liều và đu xuống tầng bên dưới tòa tháp. Đây cũng là lúc mà toàn bộ cơ thể của anh đã bị biến đổi hoàn toàn thành Hulk. Về phía Darcy thì cô cũng đã thành công tiếp cận được máy chủ của tòa tháp, hòng tìm cách lấy lại quyền kiểm soát. Bên cạnh đó, nhiệm vụ của Darcy lúc này là phải tìm ra một bản Jarvis AI dự phòng tại đây. Lúc tìm ra được con AI dự phòng cũng là lúc mà Darcy bị thuộc hạ của Justin Hammer bắt giữ. Với cơ thể của Hulk, Happy đã dễ dàng đâm sầm lên căn penthouse trong tòa tháp Avengers để đối mặt với Justin Hammer cũng như đánh bại toàn bộ binh đoàn người sắt ở đây. Sau khi giải thoát được cho Maria Hill và Darcy rồi để cho hai người họ tìm cách khôi phục lại hệ thống, Happy nhanh chóng đi tìm Justin Hammer để tính sổ. Như đã nói, vì ở vũ trụ này, Justin Hammer luôn tính toán kỹ càng hơn, vậy nên hắn đã có một phương án dự phòng để đối phó với Happy. Đó không gì khác ngoài bộ giáp Hulkbuster chuyên dụng để khắc chế cơn giận của Hulk. Maria Hill và Darcy cũng tìm cách để tắt bộ giáp đi, thế nhưng cũng bất thành vì con AI người Đức dự phòng của Tony Stark mang tên Werner cực kỳ bất trị và không giúp ích được mấy. Tuy nhiên, Happy cũng đã phần nào đó tự mình khống chế được tình hình và áp đảo được Justin Hammer đang trong bộ giáp Hulkbuster. Nhưng rồi lúc này, đội Avengers đã về kịp lúc. Tony Stark khi nhìn thấy một gã lạ mặt đang đánh đập bộ giáp cưng của mình thì ngay lập tức nghĩ Happy là phản diện nên cả team đã ồ vào tấn công anh. Nhờ có Darcy, mọi người mới dừng đợt tấn công lại và chính thức đưa ánh nhìn về phía của Justin Hammer. Gã phản diện rởm cũng bị Happy hù cho xanh mặt và để rơi từ trên cao xuống. May mắn là Happy cũng đã kịp thời hóa siêu anh hùng, kể cả tội phạm quen cũng nên trải qua một đêm Noel an lành trong tù. Kết thúc êm ấm, nhà nhà sum vầy để trao gửi đến nhau những lời yêu thương. Không bỏ quên vô số khán giả đối diện màn hình, The Watcher cũng gửi đến một lời chúc trìu mến. Hy vọng tất cả sẽ đều tận hưởng một đêm Giáng sinh thật an lành. Có Happy Hogan thì tiếp theo chắc chắn là không thể thiếu Tony Stark. Và lần này là màn va chạm của tỷ phú công nghệ với Grandmaster, một cá tính cũng thú vị chẳng kém gì người sắt.
Nghe đến Grandmaster thì ta sẽ lập tức liên tưởng đến phần phim Thor Ragnarok, cũng như toàn bộ câu chuyện đã diễn ra kể từ khi các con trai của Odin bị Hela khè cho xanh mặt. Bối cảnh của phim được lấy tại New York năm 2012, nơi các Avengers đời đầu đang chiến đấu chống lại Loki cùng đội quân Chitauri của Thanos. Hội đồng SHIELD đã không còn giữ được bình tĩnh và cho phóng tên lửa hạt nhân nhằm tiêu diệt toàn bộ đội quân ngoài hành tinh và cả vài triệu người trong thành phố. Iron Man Tony Stark thấy vậy đã tận dụng thời cơ đẩy đầu đạn hạt nhân ra ngoài không gian và phá hủy toàn bộ tàu Chitauri, giúp cho trái đất thoát khỏi sự xâm lược. Tuy nhiên, khác với diễn biến trong The Avengers thì Tony Stark đã không kịp rơi trở lại trái đất mà đã lưu lạc giữa không gian và vô tình đã bay vào hành tinh Sakaar và chạm mặt với Grandmaster. Từ đây, diễn biến của tập phim chính thức bắt đầu. Không chỉ có Tony Stark là nhân vật chính trong tập 2004, mà Gamora cũng có vai trò riêng cho mình bởi cô được Thanos cử đi để áp giải Tony. Trong mùa trước, đáng lẽ ra câu chuyện về Gamora đã được lên sóng cùng với vệ binh đa vũ trụ, nhưng có vẻ như Marvel Studios đã đẩy tập này sang phần 2. Đến với mạch truyện trong tập 2004, thì sau khi chạm mặt Grandmaster, thì Tony đã được ông ta tiếp đón một cách không rõ là nồng nhiệt hay thăm dò, bởi ông ta luôn tương tác với Tony với một tâm thế soi mói và dòng ngó. Bằng một cách nào đó, Grandmaster biết được thông tin rằng Tony hay Iron Man chính là người đã tiêu diệt đội quân hùng mạnh của Thanos. Và ông ta đã quyết định gọi Iron Man bằng một cái tên khác là Mojo Metal Man. Cảm giác hoang mang đến tột độ của Tony dần dần đã tan biến khi anh hay tin Pepper cùng với tất cả những người đồng đội của mình đã được an toàn và giành chiến thắng tuyệt đối trước đội quân của Thanos. Vẫn là một Grandmaster như trong Ragnarok, ông ta vẫn có cách để khiến cho những vị khách không mời mà tới phải tuân lệnh và nghe theo yêu cầu của mình. Trường hợp này khá giống với Loki khi chính cả Tony và Loki sau khi chạm mặt và trò chuyện cùng với Grandmaster, ông đã coi họ như những vị khách quý, ngồi tiệc trà và xem đánh nhau, đua xe các thứ. Quan trọng nhất là để kỷ niệm sinh nhật tuổi thứ 21 lần thứ vài triệu của ông ta. Tại đây, vẫn là bối cảnh quen thuộc tại Sakaar, Tony Stark cùng với Grandmaster đã ngồi trên khán đài VIP để theo dõi một cuộc đua xe như trong Cars của Pixar. Thời điểm này, khán giả đã gặp lại nhân vật Valkyrie, cùng với đó là thanh niên Korg và nhiều tay đua khác sẵn sàng cho cuộc đua một mất một còn này. Cuộc đua chính thức bắt đầu và Grandmaster cùng với Tony Stark đều dành thời gian để theo dõi. Tuy nhiên, Stark không hề hào hứng với bữa tiệc này bởi anh biết Pepper vẫn đang đợi anh ở trên trái đất, khiến cho anh liên tục phải tác động vào Grandmaster. Cuộc đua vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng sự khốc liệt mới chỉ bắt đầu khi nhiều tay đua cùng với những chiếc xe bắt đầu va chạm và nổ tung. Trong mớ hỗn độn đó, Valkyrie nổi bật trước đám đông với những pha xử lý đi vào lòng người, để rồi chính cô cũng đã gặp trục trặc và phải dừng bước sớm. Tuy nhiên, Tony Stark đã để ý cô từ trước và tỏ ra rất tiếc cho chặng đua của Valkyrie. Như thường lệ, thì Grandmaster luôn là người tạo ra không khí, dù tích cực hay tiêu cực, đã yêu cầu khán giả ném rác, ném lon, thậm chí là ném cả hamster vào người Valkyrie vì đã gây ra thất vọng. Không để không khí hạ nhiệt, Grandmaster đã thả sinh vật được coi là champion ở hành tinh này. Sinh vật giống hình con voi được Korg gọi với cái tên thân quen là Snuffy. Ngay sau đó, Iron Man đã ngay lập tức tạo dáng lên đồ, khiến Grandmaster rất thích thú. Bộ giáp Mark 7 đã được Tony triệu hồi, thế nhưng lại thiếu khá nhiều mảnh ghép và gặp trục trặc ở nhiều bộ phận, khiến cho Tony khó khăn trong việc tấn công và ngăn cản Snuffy. Tưởng chừng như hết hy vọng rằng sẽ bị nó nuốt chừng, ai đó đã xuất hiện kịp thời và bắn Snuffy nổ tung tóe. Người đó chính là Gamora, với nhiệm vụ áp giải Tony Stark về cho Thanos. Cả Tony và Korg đã phải bỏ chạy trước hỏa lực của con gái Thanos, nhưng chưa kịp đánh nhau thì cả Tony và Gamora đã bị Grandmaster khống chế bằng thiết bị giật điện đã từng khiến cho thần sấm Thor khóc dở méo dở. Cả hai sau đó đã bị áp giải vào cùng một phòng và không hiểu vì lý do gì mà Korg cũng đã bị áp giải vào đây luôn. Gamora sau đó đã không ngần ngại lao vào đấm Tony nhưng đã bị Korg ngăn cản. Không để mất quá nhiều thời gian, Tony đã nhanh chóng tháo thiết bị giật điện của Grandmaster và đã tra hỏi Gamora lý do gì mà cô lại tấn công và muốn giết anh đến vậy. Không thèm giải thích luôn, Gamora luôn tự xưng là con gái của Thanos thay vì tên thật bởi theo như Tony thì cô đang bị kiểm soát quá mức và không được sống với mục đích riêng của mình. Tuy nhiên, giờ không phải là lúc tâm sự, Tony đã một lần nữa hack vào hệ thống để mở khóa cửa nhà tù trong gang tấc và giúp Korg thoát ra ngoài mặc kệ con gái của Thanos vẫn bị nhốt. Tuy nhiên, với sức mạnh thiên bẩm và luyện tập lâu năm, con gái của Thanos đã dễ dàng đạp đổ cánh cửa để thoát ra và đuổi theo Tony một lần nữa. Cô đã bị Tony khống chế bằng cách bị điện giật. Và kể từ lúc này, cô mới đưa ra lý do tại sao liên tục đuổi bắt Tony. Tất cả là bởi hành động ném cả quả tên lửa vào tàu Chitauri của Thanos khiến cho hắn đứng ngồi không yên. Chính vì động cơ này nên Tony đã có ý định kết liễu Gamora. Để rồi bất chợt Grandmaster đã phát đi thông báo rằng Tony hay Mojo là một kẻ dơ bẩn, không phải là một anh hùng gì cả. Điều này đã khiến cho Tony thay đổi ý định lật đổ Grandmaster một lần và mãi mãi.
Và điều quan trọng nhất là Tony muốn chứng minh cho Gamora thấy những gì cô đã và đang làm đi ngược lại với bản chất con người của cô. Tony và Cork sau đó đã rời đi, bỏ lại Gamora một lần nữa bị đám người của Grandmaster khống chế và nhốt vào tù. Để có thể thực hiện được kế hoạch, cả hai buộc phải tìm đến một tay đua kỳ cựu thách đấu đua xe với Grandmaster để đổi lấy vị trí cao nhất tại Sakaar. Người này không ai khác chính là Valkyrie. Do cùng một mục đích nên Tony nhanh chóng thuyết phục được Valkyrie tham gia vào cuộc đua và bắt đầu cuộc hành trình lật đổ. Tại nhà tù, Gamora đã nhanh chóng khống chế Topaz và đám lính để chạy thoát. Đồng thời, cô cũng đã đối mặt với Grandmaster để đưa ra yêu cầu của mình. Trong khi đó, nhóm của Tony đang chuẩn bị các thiết bị cần thiết để đối đầu trực diện với Grandmaster. Để làm vậy, thì Tony đã thách đấu trực tiếp trên sóng truyền hình của Sakaar để tất cả mọi người nghe thấy. Đồng thời giao kèo, nếu Grandmaster thua thì ông phải trao trả Sakaar cho Tony. Còn nếu thắng thì ông ta sẽ được bộ giáp Mark 7 của anh. Nhận thấy kèo thơm mà lại được chơi trên sân nhà, Grandmaster mau chóng đồng ý và rồi, game on. Cork và Valkyrie đã sẵn sàng lên xe. Tony với bộ mô hình tự chế cũng đã sẵn sàng. Đối thủ lớn nhất của họ là Grandmaster thì luôn luôn sẵn sàng và hứa hẹn sẽ còn rất nhiều trò vui ở trước mắt. Tất nhiên, cuộc vui không thể thiếu Gamora mặc dù cô bị ép phải tham gia và cả Topaz nữa. Cuộc đua diễn ra khốc liệt, những ứng cử viên nhẹ ký đã dần bị loại khỏi cuộc chơi để dành phần cho những đối thủ nặng ký. Mặc dù có rất nhiều trò và chướng ngại vật đặt ra, Tony cũng như Valkyrie hay Gamora dễ dàng vượt qua. Gamora thì vẫn giữ mục tiêu duy nhất là tiêu diệt Tony nhưng đã bị Valkyrie liên tục ngăn cản. Phải đến khi Tony buộc phải sử dụng thông não chi thuật thì mới dần dần thay đổi ý định của Gamora. Ngày càng nhiều tay đua bị loại, chỉ còn mỗi Grandmaster, Tony, Gamora, Valkyrie và Topaz. Tất cả phải đối mặt với không chỉ một mà hai con Snuffy. Trước chướng ngại vật như vậy thì Gamora đã nói tên thật của mình cho Tony, đồng thời sử dụng vũ khí tiêu diệt cả hai giúp cho Tony và Valkyrie có thể vượt qua, còn cô thì rất tiếc đã không thể tiếp tục. Valkyrie và Cork sau đó cũng đã không thể tiếp tục sau khi hầm đua bị nổ tung. Giờ chỉ còn duy nhất hai tay đua là Tony và Grandmaster. Ở vòng cuối, Grandmaster đã phóng thẳng vượt lên Tony, nhưng với aura nhân vật chính và bộ óc thiên tài thì Tony đã sử dụng chiêu cuối để tăng tốc vượt bậc và cán đích trước Grandmaster. Thế nhưng, trò chơi bẩn vẫn chưa kết thúc. Khi Topaz từ đằng sau phóng tới để kết liễu Tony, nhưng Valkyrie một lần nữa đã tác động trực tiếp khiến cho xe của Topaz nổ tung. Đồng thời, cây gậy nung chảy của Topaz đã vô tình va trúng phải Grandmaster, khiến cho ông ta bị tan chảy. Và Grandmaster chính thức thua cuộc và buộc phải trao trả Sakaar cho Tony. Và bất ngờ thay, Valkyrie là người được chọn để tiếp quản Sakaar. Valkyrie sau đó đã trở thành Grandmaster mới, với Cork là một vị cố vấn niềm vui. Tony thì đã lên đường trở về nhà, nhưng đã bị Gamora một lần nữa khống chế và áp giải về cho Thanos. Một lần nữa, phản diện hùng mạnh nhất của Infinity Saga đã bị kết liễu một cách khá là dễ dàng và nhạt nhòa khi Tony cùng với Gamora đã phối hợp để sử dụng cây trượng nung chảy lên người Thanos, khiến cho hắn tan chảy giống như que kem khoai môn để lâu ngoài trời vậy. Chuyến đi chơi xa nhà của Tony Stark cũng chính thức đóng lại từ đây. Khác biệt so với những nhánh thời gian trước đó đã được công chiếu, thì tập phim 2005 của What If không đào sâu vào viễn cảnh đa vũ trụ hoàn toàn mới, mà thực chất nó đã trở lại để theo chân Captain Carter, đội trưởng vừa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đa vũ trụ được The Watcher giao phó. Tóm tắt lại một chút về câu chuyện ở quá khứ, thì Steve Rogers chưa bao giờ hấp thụ huyết thanh siêu chiến binh, mà cô bạn gái của anh là Peggy Carter mới là người được chọn. Chính vì biến số này mà cuộc chiến với Red Skull trên màn ảnh đã bị đảo lộn hoàn toàn. Captain Carter chưa bao giờ phải đâm sầm phi cơ xuống Bắc Cực. You couldn't have jumped out of the plane before you crashed it. Mà thay vào đó, khối Tesseract đã mở đường cho một quái vật khổng lồ đến với trái đất. Cảm thấy không thể hạ gục sinh vật quái dị, Peggy đã buộc phải hy sinh thân mình và trực tiếp đẩy nó trở lại cánh cổng. Hành động này sau đó đã đem cô đến với thế giới hiện đại ở 70 năm sau, trùng khớp với thời điểm mà Nick Fury cùng với Hawkeye đang nghiên cứu dự án Pegasus. Về cơ bản thì thay vì ngủ đông, đội trưởng Mẽo vẫn không thể tránh khỏi kết cục bị xê dịch thời đại. Thế nhưng khác với một OG Steve lạc lõng thì Peggy lại hòa nhập nhanh chóng và phần nào tận hưởng lối sống hiện đại trước mắt. Trong một lần làm nhiệm vụ thì The Watcher đã bất ngờ lộ diện nhằm chiêu thài Peggy, hy vọng cô có thể gia nhập đội vệ binh đa vũ trụ để chống lại Infinity Ultron. Thành công cứu lấy vận mệnh của Multiverse, Uatu hay The Watcher chỉ có thể gửi Peggy trở lại đúng thực tại mà cô đã rời đi. Vì vậy, đội trưởng đã ở lại thế kỷ 21 để chiến đấu cùng biệt đội Avengers. Là chị em với nhau, đã thấy con đồng cảnh ngộ không có người thân để xung vầy. Natasha Romanoff nhanh chóng làm thân với Peggy Carter. Họ không chỉ ăn ý trong chiến đấu, mà còn thực sự tỏ ra phù hợp để làm tri kỷ. Một ngày vẫn như bao ngày khác, cặp đôi được Nick Fury cử đi để thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố. Ngay từ khung hình đầu tiên, thì không khó để chúng ta nhận ra rằng bối cảnh này chính là các sự kiện mở đầu của Captain America Winter Soldier trên màn ảnh.
Natasha cho biết con tàu đang chở Hydra Stomper, bộ giáp hủy diệt được Howard Stark tạo ra. Tuy nhiên, điều mà họ không ngờ chính là Steve Rogers vẫn còn nằm nguyên bên trong nó. Mất kiểm soát, Hydra Stomper khởi động và bắn phá con tàu, suýt chút nữa thì lấy luôn cái mạng của Peggy Carter. Bực tức trở về, Peggy Carter đã lao vào đối chất Nick Fury bởi theo mặt giấy tờ thì bạn trai của cô đã thiệt mạng vào năm 1953 khi nỗ lực càn quét toàn bộ tàn dư của Hydra. Thứ mà cô không nhận được báo cáo là những tin đồn về sự xuất hiện của bộ giáp này từ những năm 60, kéo theo đó là vô số tội ác gây chấn động thế giới. S.H.I.E.L.D. cũng đã mất nhiều đặc vụ trong nỗ lực ngăn chặn Hydra Stomper, thế nhưng Peggy không bao giờ tin rằng Steve có thể làm được những điều man dợ như vậy. Cắt ngang cuộc tranh luận gay gắt, thì Natasha tiết lộ về khả năng Steve đã bị tẩy não bởi Red Room, cũng là cơ sở sản xuất ra những sát thủ như Black Widow. Chưa kịp bàn bạc cho ra lẽ, thì chiếc Stomper đã đột ngột tấn công trụ sở cùng mục tiêu lần này gọi tên Bucky Barnes, cựu chiến binh hiện đang đảm nhận vai trò trọng trách ngoại trưởng cho chính phủ. Hành động gây hấn dẫn đến một cuộc chiến toàn diện giữa Peggy và Steve, bất chấp Bucky có dùng thông não chi thuật với hy vọng đưa bản thân trở về. Mặc dù phế hoàn toàn khi giao chiến trên không, Peggy lại nắm quá rõ điểm yếu của Stomper. Bằng một cú ném duy nhất, chiếc khiên đã đánh vào lõi năng lượng, tắt nguồn bộ giáp và vô hiệu hóa Steve. Phối hợp uyển chuyển với Natasha, họ cùng nhau lên chiếc Queen Jet để di chuyển đến một địa điểm kín đáo nằm ngoài radar theo dõi từ S.H.I.E.L.D. Tầm soát toàn bộ cơ thể thì Natasha phát hiện ra Hydra Stomper chính là thứ đang duy trì sự sống của Steve. Động đến mặt công nghệ, Black Widow đề xuất họ nhờ cậy Tony Stark và Bruce Banner. Dẫu vậy, Peggy đã ngay lập tức gạt phăng ý tưởng đó vì Steve hiện đang là mục tiêu săn đuổi của toàn bộ thế giới. Họ không hề có thời gian để Science Bros nghịch ngợm, nhất là khi S.H.I.E.L.D. đang đuổi theo sát nút. Nếu Red Room là nơi đã vũ khí hóa Rogers, thì hẳn nó cũng phải sở hữu cái cách để giải thoát anh khỏi tình trạng này. Natasha không phủ nhận mức độ khả thi của cách làm này. Chỉ có điều, địa điểm của Red Room luôn tồn tại như một bí ẩn. Đang rối bời không biết phải làm gì, Rogers thế quái nào lại tỉnh dậy với tâm trí hoàn toàn bình thường. Ký ức khôi phục trở lại đã khiến cho Peggy vội đặt niềm tin vào người bạn trai cũ. Anh nói sẽ dẫn đường cho họ đến với Red Room, nơi hóa ra là căn cứ quân sự Sokovia, được tạo ra như một thị trấn kiểu mẫu để thử nghiệm bom hạt nhân. Không cần quá tinh ý để nhận ra đây là một cái bẫy, thế nhưng khi cảm xúc đã lấn át lý trí, Captain Carter cũng hóa một chiến binh tầm thường. Không lâu sau khi đặt chân đến thị trấn quỷ quái, các hình độm được hóa trang thành cư dân đã liên tục xả đạn về phía bộ ba. Chúng là những làn điện làm tê liệt thường được Black Widow sử dụng, và trước sự áp đảo về quân số, hai chị đại đã gục xuống. Từ bóng tối mờ mịt, Melina Vostokiv cùng với các Widow theo sau dần dần lộ diện. Kế hoạch của chúng đã quá rõ ràng, thao túng Rogers để dụ Peggy đến đây. Nếu thành công tẩy não thêm một Avenger, thì cả biệt đội báo thù rồi cũng nằm trong tay Red Room. Không sớm thì muộn, thâu tóm toàn bộ quyền lực của thế giới sẽ chẳng còn là tham vọng xa vời. Melina chia sẻ rằng Carter là thần tượng mà các cô gái ở Nga ngưỡng mộ. Vì vậy, nếu sở hữu biểu tượng nữ quyền phục vụ dưới trướng, thì đó sẽ là một chiến thắng mang tính cách mạng cho tổ chức. Peggy và Natasha được phép tự nguyện đầu hàng, còn nếu không thì họ sẽ phải solo squad với Hydra Stomper, toàn bộ Red Room cũng như thị trấn quân sự này. Làm ngơ cuộc đàm phán, Natasha và Peggy đã từ chối bị bắt, nhất là khi họ chơi lấy được từ đối phương một ít máu. Chơi liều mà đã chẳng có cơ sở, Peggy gần như không thể làm tổn thương bạn trai, còn Natasha thì bị Melina bóp cổ chờ chết. Ở bước ngoặt của trận chiến, nếu Steve không lắng nghe những lời chân tình của Peggy mà thoát khỏi chế độ chiến binh mùa đông thì mọi chuyện đã an bài từ lâu rồi. Nắm quyền kiểm soát trở lại, Hydra Stomper lao thẳng về trụ sở Red Room ở trên không, đính kèm thêm Melina vừa bị Natasha buộc vào do mất tập trung. Một vụ nổ kinh hoàng trên bầu trời khép lại toàn bộ thảm họa mang tên Red Room cùng với mạng lưới tẩy não hàng trăm sát thủ trên toàn cầu. Một thời gian trôi qua, cái kết cứ bị không có hậu đã thôi thúc Peggy lên đường tìm kiếm bạn trai cũ. Cô tin rằng anh vẫn còn sống vì thi thể của Steve Rogers không được S.H.I.E.L.D. tìm thấy lúc dọn dẹp hiện trường. Khi tỷ phú công nghệ Tony Stark chuẩn bị mất một siêu xe vào tay hai cô nàng, thì Peggy đã bất ngờ bị hút vào một cánh cổng dịch chuyển. Năng lượng màu đỏ đặc trưng này chắc chắn phải thuộc về Scarlet Witch. Tuy nhiên, đứng bên cạnh Wanda Maximoff còn có một phiên bản phù thủy nào đó của Nick Fury. Hai người này dường như tin rằng Peggy có thể cứu được nữ hoàng của họ. Còn nữ hoàng là ai thì chưa kịp nói. Cảm giác theo dõi một hậu truyện của Captain Carter là vẫn chưa đủ. The Watcher vẫn cảm thấy khẩu vị cá nhân chưa được làm mới đủ nhiều và ông quyết định xem chùa một thực tại hoàn toàn mới, nơi chứng kiến siêu anh hùng lần đầu tiên được thế giới Marvel chỉnh làng. Trở lại một mốc thời điểm xa lắc xa lơ, thì từ cái thời mà Odin vẫn chưa thể thống nhất được kiểu giới và chưa đem lại được cho Asgard sự hòa bình đúng nghĩa. Nếu như ở phần phim đầu tiên về Thor, sau khi đã có được sự hòa bình, Odin đã đem khối Tesseract về một ngôi làng ở trái đất để cất giữ. Thì giờ đây, Asgard đã phải hứng chịu một cơn thịnh nộ mà đáng lý rất lâu về sau mới xảy ra mang tên Ragnarok. Surtur đã trỗi dậy và hủy diệt Asgard trước sự bất lực của Odin.
Hồ Tesseract thì bị lưu lạc ở ngoài vũ trụ và vẫn hạ cánh tại trái đất. Như lần này, nó lại rơi xuống khu vực thuộc Liên minh Haudenosaunee ở nước Mỹ thời tiền thuộc địa, nơi sau này trở thành nơi sinh sống và định cư của người dân thuộc bộ tộc Mohawk. Vào cuối thế kỷ 15, bộ tộc Mohawk tại nơi đây bị xâm lược bởi những kẻ trinh phạt đến từ Tây Ban Nha xa xôi. Hai chị em Kahori và Wata thì vì rời làng để đi chơi nên tạm thời chưa bị chúng phát hiện. Trong lúc vui chơi thì Kahori cũng kể cho em mình nghe về khu vực thuộc chiến trường cũ, nơi có tồn tại một chỗ được gọi là hồ cấm và bị người dân trong làng đồn đoán là nó bị nguyền rủa. Cho đến khi quay trở về làng, Kahori và Wata phát hiện ra rằng ngôi làng của mình đã bị thiêu rụi bởi những người lính đến từ châu Âu. Người dân thì lúc này đã bị bắt giữ để tra hỏi về nơi được gọi là suối nguồn tươi trẻ, hay chính là nơi mà người dân trong làng gọi là hồ cấm. Kahori và Wata sau đó đã bị binh lính phát hiện và nhanh chóng chạy trốn về khu vực cấm. Vô tình, hai chị em phát hiện ra được thứ thực sự gọi là hồ cấm ở bên dưới một hang động, nơi phát ra một thứ ánh sáng xanh huyền diệu mà ta biết được rằng ở nơi đó có khối Tesseract. Trong lúc giằng co với đám binh lính, Kahori đã bị bắn và rơi xuống hồ. Wata thì bị đám lính bắt giữ về lại làng. Thay vì chết đi ở dưới đáy hồ nước, Kahori lại tỉnh dậy ở một nơi vô cùng xa lạ, nơi cũng có những người Mohawk khác đang sinh sống. Tại đây, Kahori đã gặp được Atarax và được giải thích rằng nơi đây gọi là Sky World, nơi mà tất cả những người rơi xuống hồ bị đưa đến. Tại nơi đây thì con người sẽ không già đi, đồng thời sở hữu những năng lực phi thường. Tuy nhiên, không một ai trong số họ có thể rời khỏi đây và không một ai biết được rằng mình đã ở Sky World trong bao lâu. Vì dù cố gắng đến mấy thì họ cũng không thể tiếp xúc được với cánh cổng ở tít trên trời, nơi dịch chuyển họ đến với Sky World. Kahori sau khi đã làm quen và phần nào đó kiểm soát được sức mạnh mới của mình như là siêu tốc độ hay khả năng điều khiển đồ vật, cô cũng đã cố gắng tìm cách đến được với cánh cổng nhưng không thể. Không có cách nào khác, Kahori đành phải tạm thời làm quen với lối sống mới tại đây trong một khoảng thời gian. Cô sau đó đã cùng với Atarax cùng với những người Mohawk khác tiến đến một cuộc đi săn một sinh vật có những phiến đá lấp lánh trên lưng. Thực tế, những phiến đá đó lại chính là một loại thực phẩm hiếm tại Sky World. Dù chỉ là một người mới đến Sky World, thế nhưng Kahori lại cho thấy phẩm chất của mình khi cô ngay lập tức bộc lộ sức mạnh và dẫn đầu đoàn săn. Cô sau đó còn sử dụng khả năng để nhấc bổng một con thú lên trời và lấy sạch các phiến đá trên lưng nó. Và trong khi những người khác sau cuộc săn chỉ có thể lấy được vài cái, thì Kahori lại có được cả một đống đá đem về. Cùng lúc đó ở bên ngoài, Rodrigo Alfonso Gonzalo, thủ lĩnh của đội quân đến từ Tây Ban Nha, thông qua những kẻ đã bắt giữ Wata và bắn hạ Kahori đã tìm được hồ cấm, nơi chúng cho rằng đây chính là nguồn suối tươi trẻ đem lại sự bất tử. Tuy nhiên, khi những người lính đầu tiên của đội trinh phạt bước xuống, họ đã ngay lập tức bị hút vào Sky World trong sự ngơ ngác của Rodrigo. Không thể giải thích được hiện tượng này, cũng như lo sợ bản thân sẽ mang họa, gã ngay lập tức rút quân và bắt giữ hết toàn bộ người dân thuộc địa về lại Tây Ban Nha. Về những kẻ đã bị chuyển đến Sky World, chúng ngay lập tức đụng độ với Kahori cũng như những người Mohawk khác và ngay lập tức bị ăn hành. Nhận thấy người dân của mình gặp nạn, Kahori không thể ngồi yên được nữa nên cô đã quyết định hành động. Với sức mạnh của mình thì Kahori đã kéo cánh cổng ở phía trên trời xuống mặt đất và cô cũng đã thuyết phục tất cả mọi người rằng đây là một nhà tù và mọi người cần thoát khỏi đây. Dù không ai hưởng ứng, Kahori vẫn ra ngoài để cứu lấy người trong ngôi làng của mình. Tại bờ biển, nơi mà những kẻ trinh phạt đã bắt đầu rút quân, Kahori đã xuất hiện và một mình chống chọi lại với tất cả. Nhận ra số lượng không phải là thứ có thể đánh bại được Kahori, Rodrigo đã cho thuyền bắn đại bác thẳng vào cô. Trong một thoáng mất tập trung thì Kahori đã bị đánh gục bởi một viên đạn và bị gã thủ lĩnh khống chế. Ngay lúc đó thì Atarax cùng với những người Mohawk khác đã quyết định ra ngoài và hỗ trợ Kahori đánh bại toàn bộ quân xâm lược và giải cứu cho những người bạn Mohawk đang bị bắt giữ. Sau khi đội quân xâm lược của Rodrigo bị đánh bại hoàn toàn, nữ hoàng Isabella tại Tây Ban Nha đã tỏ ra vô cùng tức giận. Kahori sau đó cũng đã xuất hiện tại cung điện hoàng gia Tây Ban Nha để đối mặt với Isabella để kiến nghị sự hòa bình. Bất chấp sự phản kháng của Isabella, Kahori đã phá hủy ngai vàng của bà theo đúng nghĩa đen để bắt buộc mọi người phải chuẩn bị cho hiệp ước hòa bình mới. Cùng lúc đó, một cánh cổng không gian khác lại mở ra, Strange Supreme đã xuất hiện và nói rằng Kahori chính là người mà ông đã tìm kiếm trong suốt thời gian vừa qua. Và đó cũng chính là toàn bộ màn ra mắt của siêu anh hùng mới của vũ trụ điện ảnh Marvel mang tên Kahori. Phải nói rằng đây là một nước đi vô cùng táo bạo của Marvel, khi mà bản chất của loạt phim What If chính là đặt ra những tiền đề thú vị dành cho dàn nhân vật cũ. Nhưng với tập phim thứ 6 này của mình thì Kevin Feige cùng với những cộng sự lại vô cùng liều lĩnh khi giới thiệu một nhân vật mới toanh theo đúng nghĩa đen trong một bối cảnh mà các tập phim trước chỉ kể về các nhân vật cũ. Tập phim chỉ có duy nhất một chi tiết hòng móc nối lại series này, đó chính là sự hiện diện của Strange Supreme. Đây có thể nói là nhân vật ấn tượng nhất mùa đầu tiên của What If.
Ông chính là Stephen Strange ở một vũ trụ nơi mà ông luôn đánh mất người bạn gái là Christine Palmer, dẫn đến việc ông xa lầy và các phép thuật hắc ám để tìm cách cứu lấy Christine, mà không hề hay biết rằng ở vũ trụ đó, việc Christine luôn phải chết chính là một điểm tuyệt đối và không thể thay đổi được. Và cũng chính vì hành động cố gắng hồi sinh Christine của Strange đã khiến cho cả vũ trụ này bị diệt vong. Strange Supreme cũng chính là một trong số ít những nhân vật hiếm hoi nhận biết được sự hiện diện của The Watcher. Vậy nên đó cũng chính là lý do vì sao ông được nhờ vả để giải quyết được mối nguy mang tên Ultron ở cuối mùa 1. Lần cuối chúng ta được thấy Strange Supreme chính là ông ở lại vũ trụ đã bị tan biến của mình để coi chừng Ultron đã bị Zola kiểm soát và cả Killmonger ở vũ trụ nơi mà hắn đã lên ngôi nữa. Nhưng ở cuối tập phim này thì Strange Supreme đã nói rằng ông đã tìm kiếm Kahori từ lâu. Vậy liệu rằng Strange Supreme đang có một kế hoạch gì đó của riêng mình hay không? Vì như đã được biết thì tập cuối cùng của What If Season 2 sẽ có tiêu đề là What If Strange Supreme Intervened? Hay điều gì sẽ xảy ra nếu Strange Supreme can thiệp vào? Không giống như Thor và Loki, những đứa trẻ được sinh ra trong thời đại yên ổn và luôn được Odin nhắc nhở về chủ nghĩa hòa bình. Hela lại là một chiến binh tàn nhẫn được cha đẻ đào tạo để giúp ông thống nhất cửu giới dưới ngai vàng của Asgard. Trái ngang thay, khi mà tâm nguyện của Odin vừa trở thành hiện thực thì ông đã không ngần ngại gạt Hela sang một bên. Chuyện là bà chị cả vẫn thèm thuồng nhiều hơn nữa, kể cả khi hành trình kỳ vĩ đã kết thúc. Hela muốn áp đặt lên không chỉ cửu giới mà toàn cõi vũ trụ dưới sự cai trị của Odin. Ta trách Hela vì khát máu, nhưng chính Odin mới là cá nhân đã nuôi dưỡng cô theo chủ trương này. Không phải lỗi của Hela khi thiếu đi nhận thức về sự vẹn toàn của thứ được gọi là hòa bình. Odin đã thất bại trong vai trò làm cha, và thay vì kiên nhẫn hơn một chút, ông đã cục xúc phá hủy Mjolnir, tước đi toàn bộ sức mạnh của Hela được đặt ở vương miện, rồi đẩy ải cô đến với Midgard hay nhân giới. Ngoài ra, ông cũng không quên ếm bùa xứng đáng lên vương miện rằng không ai có thể trở thành God of Death cho đến khi họ hiểu được giá trị của cuộc sống. Bị ném xuống trái đất, Hela hạ cánh ngay tại vùng lãnh thổ Trung Hoa đang nằm dưới sự cai trị của Su Wenhu, chủ sở hữu của tập luân quyền năng đã gây dựng nên một đội quân dưới tên gọi là Ten Rings. Wenhu cho rằng bản thân đã nhận được món quà vô giá, nên giờ đây, nhiệm vụ của Ten Rings là bảo vệ người dân bằng cách chống lại những thế lực tà ác đang len lỏi bên trong bóng tối. Chính vì đánh giá Hela là một mối nguy hiểm tiềm tàng, đội quân thập luân đã bao vây cô để phòng ngừa trường hợp xấu nhất. Ở phía ngược lại, Hela là nữ thần chết chóc, và trước mặt cô là một đám người phàm không hơn không kém. Hela vẫn giữ nguyên thái độ khinh khỉnh mà quên mất Odin trước đó đã rút cạn sức mạnh thần thánh của mình. Tất nhiên, Hela cũng đã cố gắng chữa quê bằng việc tìm đến chiếc vương miện cũ, chỉ đáng tiếc là bản thân cô vẫn chưa đủ xứng đáng để thuyết phục được món bảo vật. Biến số của Hela vô tình thay đổi câu chuyện của Su Wenhu. Chiến binh bất tử chưa từng biết đến tình yêu đã bị tinh thần của Hela mê hoặc. Nên vì thế, ông sẽ không nảy sinh thứ tình cảm tương tự dành cho Yingli như những gì diễn ra trong Shang-Chi. Thủ lĩnh của Ten Rings sau đó đề nghị liên minh với Hela, hợp thành một thế lực hùng mạnh chung tay chống lại các thực thể tà ác hoành hành tại Midgard. Tuy vậy, Hela không có thời gian dành cho các vấn đề tầm thường mà chỉ muốn nhanh chóng khôi phục được sức mạnh để trả lại món nợ cho Odin. Trong nỗ lực bỏ trốn thì Hela đã thành công tìm được đường đến Talos nhờ sự trợ giúp của sinh vật ma thuật Tijiang. Ngôi làng thần thoại nằm ở một chiều không gian khác nên kể cả Hamdor với thấu thị của mình cũng không thể nào nhìn thấy được Hela nữa. Câu chuyện mất tích của cựu thần chết với Odin, vị vua Asgard phần nào đã kinh ngạc vì không nghĩ những phàm nhân có thể sát hại được con gái đẻ. Hamdor thì cho rằng Hela đang đi lạc, còn thứ đáng lưu ý hơn là Wenhu cùng thập luân, thứ vũ khí không thuộc về cõi nhân giới, đủ khả năng hạ bệ bất cứ vị thần nào. Lo ngại trước hiểm họa tiềm tàng, Odin quyết định sẽ thân trình đến Midgard cùng với đội quân Asgard để đặt dấu chấm hết cho Ten Ring. Lúc này, Hela bị quây bởi các hộ vệ Talos, những người coi cô là một mối đe dọa đối với sự tồn vong của nhân loại. Dù không được lòng phần đông hội viên, Yaji, đại diện cho hội đồng của trưởng lão Đại La, vẫn đồng ý huấn luyện võ thuật cho Hela. Dã tâm đen tối của Goddess of Death vẫn hết sức rõ ràng, nhưng Yaji tin rằng là thông qua quá trình luyện tập sắp tới, Hela sẽ tìm ra câu trả lời thực sự cho sứ mệnh của mình. Hela muốn chinh phạt toàn bộ vũ trụ, vậy liệu cô sẽ làm thế nào để ngưng lại bản tính khát máu khi đã chẳng còn vùng đất nào để phá hủy được nữa? Giây phút tự suy ngẫm về sự tồn tại đã giúp nữ thần nhận ra điều mà bản thân luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Đó chính là một khát khao tự do cháy bỏng, không còn bị Odin kìm kẹp và bắt ép phải sống như một món vũ khí của cha đẻ. Việc Hela hủy diệt vũ trụ sẽ cướp đi quyền tự do lựa chọn của mỗi người, giống như cái cách mà Odin đã tước đoạt đi quyền tự do của cô. Ngay từ đầu thì Yayi đã nỗ lực để người phụ nữ lạc lối hiểu được tính mâu thuẫn trong mục đích vĩ đại mà bản thân đề cập. Không nằm ngoài sự kỳ vọng, Hela đã sớm lĩnh hội được võ thuật ở Talos và trở thành một chiến binh cực kỳ tài năng.
Tuy nhiên, ngay cả khi đã nhận được những bài học quý giá ở ngôi làng, vẫn là quá sớm để Hela giáp chiến với cha đẻ vào thời điểm này. Yayi đã cố gắng thuyết phục rằng nếu Hela chọn con đường chiến đấu, cô sẽ phải bước đi một mình. Dù vậy, ta đều hiểu thứ duy nhất ngăn chặn Hela được phép làm chủ cuộc đời của mình chính là Odin. Không sớm thì muộn thì nữ thần cũng phải đối mặt với cha đẻ để gỡ nút thắt cho số phận nghiệt ngã. Khi Odin giáng trần để hủy diệt Ten Rings, Hela đã nhận thức được sự có mặt của ông và kịp thời có mặt để hỗ trợ cho Su Wenwu, một vị thần với nghệ thuật chiến đấu từ Talor, một phàm nhân cùng thập luân trong tay. Như Odin đơn giản là Odin và họ không có cửa trước vị hoàng đế thống nhất cửu giới. Hela lập nên một kế hoạch để tách Odin khỏi Gingner, cây thương cung cấp nguồn sức mạnh thần thánh cho cha đẻ. Một trường đoạn hành động ác liệt bậc nhất của mùa 2 của What If sau đó đã được nổ ra. Với lòng dũng cảm từ cả Hela cũng như Wenwu, họ đã thành công đánh gục Odin xuống dưới mặt đất. Thay vì báo thủ để chiếm lấy ngai vàng, thì quá trình giác ngộ ở Talor đã thôi thúc Hela ngừng chiến. Cô chỉ yêu cầu Odin từ bỏ mục tiêu ông đang theo đuổi. Cuộc trinh phạt mù quáng tại Midgard chẳng có ý nghĩa gì cả. Và chuyển biến này khiến cho vương miện chết chóc bắt đầu phát sáng, ngụ ý rằng lý tưởng của Hela đã khiến cho thần khí phải động lòng. Để rồi, ngay khi Odin lật mặt để chống chế con gái, chế nhạo cô rằng Hela mà lại bỏ lỡ cơ hội kết liễu kẻ địch, vương miện đã lao đến Hela để bảo vệ Goddess of Death của nó. Không còn là sắc màu xanh đen lạnh lẽo, vương miện phủ lên Hela một ánh sáng chói lóa đầy ấm áp. Sự rực rỡ của nó đã hoàn toàn lấn át mọi quyền năng từ phía Odin. Chứng kiến con gái làm lu mờ tất thảy kỳ vọng mà mình đặt ra, Odin thừa nhận sai lầm và chấp nhận sự thật rằng dưới sự cai trị từ Hela thì vũ trụ sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn, trở thành biểu tượng rực sáng của sự tự do và cho hòa bình một cơ hội. Hela cũng đã tác động mạnh mẽ đến Wenwu để tích cực hóa góc nhìn bảo vệ đầy cực đoan, ăn sâu vào Ten Rings. Cùng nhau, họ tạo nên một đội quân mạnh mẽ để giải quyết các vương quốc bị đặt dưới sự cai trị từ phía Odin, đồng thời lan tỏa ý chí tự do đến từng góc ngách của vũ trụ. Thanos ở vũ trụ điện ảnh Marvel nổi tiếng cùng với nhận định thời thế tạo nên anh hùng, với việc Mad Titan đã kiên nhẫn chờ đợi toàn bộ vũ trụ suy yếu rồi mới đi góp nhặt đá vô cực. Đen trong khoai tím, 616 là thực tại tươi đẹp duy nhất, bởi trong hầu hết các vũ trụ khác, Thanos đều nhận về kết cục thê thảm ngay từ khi sứ mệnh cân bằng vũ trụ chưa kịp bắt đầu. Không phải ngoại lệ, Hela cùng với Wenwu đã đi lên đường đi săn gã Titan điên. Lần này, ý tưởng thậm chí chỉ vừa kịp thai nghén, nhưng nữ hoàng Asgard cùng với chiến đội của mình đã sẵn sàng để đặt một cái kết cho nó. Bắt nguồn từ những sự kiện đã xảy ra ở cuối tập phim thứ 5 của What If Season 2, sau khi giải quyết xong tất cả các biến cố tại vũ trụ của mình, thì Captain Carter hay Peggy Carter đã bị dịch chuyển đến một nơi khác thông qua một cánh cổng phép thuật màu đỏ. Tại vùng đất xa lạ này, thì Peggy đã chạm mặt được với Wanda Maximoff và cả Nick Fury trong một bộ dạng khác lạ. Thực tế, nơi mà Peggy bị dịch chuyển đó là trái đất năm 1602. Tuy nhiên, đây không phải là quá khứ của vũ trụ nơi mà Peggy đang sinh sống. Đây chính là nơi mà trái đất năm 1602 của một vũ trụ khác biệt, một nơi đứng trước nguy cơ bị diệt vong. Ở vũ trụ này thì không biết bằng một cách nào đó mà năm 1602 tại trái đất xuất hiện vô số các cá thể siêu việt. Tưởng chừng như đây là một điểm lành, nhưng không. Chính vì sự bất thường này đã dẫn đến một tương lai đen tối cho chính vũ trụ này. Cụ thể, những vết nứt không gian màu xanh lá sẽ liên tục xuất hiện và cuốn bay mọi người. Để có thể chấm dứt mối hiểm họa trên, thì Wanda đã phải sử dụng ma thuật để đem một siêu anh hùng từ vũ trụ gần kề đến để giải quyết mối nguy hiểm tầm cỡ này. Và người được chọn lại chính là Captain Carter, như chúng ta đã thấy ở cuối tập 5. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Peggy cũng không khiến cho vũ trụ này khá hơn là bao. Vào một buổi diễn, nơi mà Loki vẫn còn đang say sưa đọc thoại, trong khi anh trai Thor ở phía trên cứ liên tục châm chọc bên cạnh nữ hoàng hiện tại của vương quốc, đó là Hela. Thì bất ngờ thay, vết nứt kia lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời và hút lấy Loki lên trên không trung. Với sự nhanh nhạy của mình, Peggy đã nhanh chóng cứu thoát được cho Loki. Tuy nhiên, vết nứt sau đó đã nhắm đến Hela và hút cô lên trời. Bất chấp những nỗ lực của Peggy, thì Hela vẫn bị vết nứt nuốt trọn. Giờ đây không còn có người đứng đầu, Thor bất đắc dĩ phải đứng lên trở thành vị vua mới. Nhưng giờ đây thì Thor không còn tin tưởng Peggy nữa và ra lệnh cho mọi người truy bắt cô. Không có cách nào khác, Peggy đành phải tạm thời lánh đi. Đây cũng là lúc mà cô nghe thấy giọng nói của The Watcher và nói chuyện cùng với ông. Với bản tính là một người thích ứng nhanh với mọi thứ, Peggy đã dễ dàng nhận ra rằng vũ trụ này sắp sửa bị diệt vong do sự xâm lấn. The Watcher đưa ra lời khuyên rằng hãy để ông đưa cô trở về nơi mà cô vốn thuộc về, vì mỗi ngày có hàng triệu vũ trụ bị tiêu diệt và đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng đương nhiên là Peggy từ chối và ngay lập tức tìm cách để cứu lấy hành tinh này. Người đầu tiên mà Peggy đi gặp chính là Tony Stark. Anh vẫn là anh như ở ba vũ trụ, vẫn là một người có bộ óc thiên tài và Tony ngay lập tức hiểu ra cách để cứu lấy vũ trụ này. Lý do chính khiến cho vũ trụ này sắp bị hủy diệt là vì có những người ở tương lai xuất hiện. Hay nói đúng hơn, năm 1602 tại trái đất ở vũ trụ này đang tiếp đón những vị khách không mời mà tới.
và nhiệm vụ của Peggy là phải tìm cho ra được người đầu tiên bị đưa đến mốc thời gian này. Để có thể làm được điều đó thì Tony đã đưa ra ý kiến rằng hãy đánh cắp lấy quyền trượng của Thor, thứ đang nắm giữ viên đá Time Stone. Đây cũng là lúc mà Peggy cần đến sự trợ giúp của những người chuyên làm những việc này. Nhóm Peggy mà tìm đến chính là nhóm của Steve Rogers hay Rogers Hood. Nhóm của anh gồm các thành viên như Bucky Barnes, Scott Lang đang nhắm đến chiếc xe chở đầy châu báu của Loki. Khi gặp được Steve thì cô cũng biết được chuyện rằng Peggy ở năm 1602 ở vũ trụ này đã qua đời. Đồng thời, vì Steve Rogers hay được biết đến với cái tên là Rogers Hood đã bị dịch chuyển từ mốc thời gian ở tương lai. Vậy nên ta có thể thấy hình dạng của anh ở đây hệt như cái lúc mà ở Avengers Infinity War. Đồng thời, thay vì sử dụng khiên tròn thì anh sử dụng loại khiên giống với chiếc khiên mà T'Challa đã cho trong phần phim cuộc chiến vô cực. Tạm gác lại nỗi buồn thì Peggy ngay lập tức giải thích cho Steve nghe về mọi chuyện và nhờ anh lên kế hoạch. Trong lúc cả bọn đang tán gẫu thì Happy Hogan cùng với đội quân Royal Yellow Jacket đã xông vào. Ngay cả The Destroyer cũng đã được triệu tập. Đứng trước tình cảnh khó thì Peggy đề nghị Steve hãy đi tìm Tony và cô sẽ câu giờ cho cả nhóm. Sau đó, cô đành phải tạm thời chịu trói hòng tính toán tiếp cho các bước đi tiếp theo. Ở trong ngục thì The Watcher lại một lần nữa xuất hiện và đề nghị đưa cô quay trở về vũ trụ gốc. Nhưng lần này thì Peggy vẫn từ chối. Cô sau đó đã xông ra ngoài và lao đến một hầm ngục khác, nơi đang giam giữ Bruce Banner. Để kích động anh chàng xanh lá thì Peggy đã để binh lính nhắm bắn vào nhà lao và thế là Hulk xuất hiện và bắt đầu đập phá. Cả hai sau đó cũng đã thừa cơ để trốn thoát ra ngoài. Họ sau đó đã gặp lại Tony và được anh giải thích cho kế hoạch vận dụng viên đá thời gian trong quyền trượng của Thor. Steve, Scott và Bucky cũng đã có mặt và họ đem theo chiếc khiên đã bị tịch thu trước đó về cho Peggy. Tại phòng xử án của Thor thì cả bọn đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị đánh úp nhà vua. Bắt đầu từ Hulk khi anh lao vào và bắt đầu làm loạn để cả bọn lao theo. Happy Hogan trong lúc giao chiến thì cũng đã hóa thành người khổng lồ tím để đối đầu với Hulk. Thor cũng đã xuất hiện với thanh gươm được làm từ Vibranium của Wakanda. Cả hai sau đó đã lao vào nhau và chiến đấu rất dữ dội. Cánh cửa không gian màu xanh lá sau đó lại một lần nữa xuất hiện và Wanda lại phải tìm cách kéo dài thời gian. Giữa lúc căng thẳng nhất, Wanda bắt đầu lật kèo để hỗ trợ Peggy. Nick Fury cũng đã xuất hiện để đưa cây trượng cho Tony để có thể kích hoạt chiếc máy của mình. Dù hơi lùng xùm một chút nhưng sau cùng thì chiếc máy cũng khởi động được và Peggy ngay lập tức tiến vào để kích hoạt nó. Đây chính là một phiên bản khác của găng tay vô cực, hòng kích hoạt hiệu ứng của viên đá thời gian. Ngay lập tức, vết nứt kia ngừng lại và những người từ tương lai bắt đầu phát sáng. Và những người phát sáng rõ ràng nhất chính là Steve Rogers khi anh chỉ là người đầu tiên bị dịch chuyển đến mốc thời gian này. Chuyện là vào trận chiến với Thanos tại Wakanda, trong lúc giao chiến thì Steve đã đánh văng viên đá thời gian ra ngoài, dẫn đến anh bị dịch chuyển đến đây và kéo theo đó là tất cả mọi người. Sau khi nói lời chia tay với nhau thì Steve đã chạm vào viên đá và những người không thuộc mốc thời gian này đã bị dịch chuyển trở lại thời đại của mình. Ở khoảnh khắc mùi mẫn, Peggy đã nói với Steve rằng có vẻ như không bao giờ cả hai có một kết cục hạnh phúc và Steve đã nói rằng ở đâu đó ngoài kia có thể sẽ có một nơi mà họ được hạnh phúc. Đây chính là ám chỉ trực tiếp đến Steve Rogers tại vũ trụ gốc, nơi mà sau khi trả hết các viên đá vô cực ở cuối phần phim Avengers Endgame thì Steve Rogers đã có một cuộc đời viên mãn với Peggy Carter trong quá khứ. Biết là nên tiếp cực tiếp tục sống, tuy vậy Peggy không thể tránh khỏi cảm giác buồn bã sau hàng loạt biến cố liên tục xảy đến. Tất tình thì uống rượu và Peggy cũng chỉ biết buồn bã trong men say. Cho đến khi Strange Supreme bất ngờ tiếp cận cô, báo hiệu cho một phi vụ kinh hoàng nào đó sắp sửa xảy ra. Tiếp nối câu chuyện còn dang dở ở quán rượu cùng với Captain Carter khi cô vẫn đang suy vì tình ở thực tại và ở thời điểm năm 1602. Strange Supreme tưởng chừng như sẽ đến để nhờ vả. Tuy vậy, hóa ra lại nghe đối phương tâm sự sau những diễn biến ở tập 208. Có vẻ như Captain Carter đã xong việc ở đây và chuẩn bị trở lại dòng thời gian của mình dưới sự hỗ trợ từ Strange Supreme. Không ngần ngại giúp đỡ người đồng đội trong nhóm vệ binh đạo vũ trụ, Strange Supreme đã đưa Peggy đến dinh thự của mình để giúp cô tọa nguyện. Để khi bước vào dinh thự của Strange thì Peggy thắc mắc rằng anh đã ở đây một mình trong suốt một khoảng thời gian dài hay sao? Strange đã phủ nhận điều đó bởi trong khoảng thời gian gần đây anh rất bận rộn để đi bắt và nhốt những kẻ thích đi chinh phạt vũ trụ và một cái lồng giống hệt như cái lồng nhốt Infinity Ultron để ngăn không cho chúng làm loạn các đảo vũ trụ. Điển hình bao gồm cả Thanos, Loki và v.v. Strange Supreme khẳng định rằng nếu anh không làm thì không ai làm cả bởi The Watcher cũng không rảnh để đi dẹp loạn và can thiệp như vậy. Captain Carter sau đó đã tỏ ra rất hiểu chuyện, do vậy Strange đã không ngần ngại nhờ đồng đội của mình làm giúp một việc trước khi cô trở lại vũ trụ của mình. Tuy nhiên, Peggy đã từ chối thẳng thừng vì cô chỉ muốn về nhà ngay và luôn. Nhưng Strange thì đã hơi ngại ngùng khi tiết lộ rằng một trong số những kẻ trinh phạt mà Strange bắt đã tẩu thoát và người duy nhất có thể giúp được Strange là Peggy. Dù vậy thì Peggy vẫn từ chối bởi cô rất nhớ lời dặn của The Watcher rằng can thiệp vào đảo vũ trụ luôn luôn là một việc làm sai lầm. Điều này ngầm ám chỉ những hành động của Strange. Và tất nhiên, khi nghe Peggy nói vậy, Strange đã ngay lập tức phản bác rằng thánh xem chùa The Watcher đầu to đó đôi khi chưa chắc đã đúng hết mọi chuyện.
Bằng chứng là việc Peggy đã can thiệp vào vụ trụ này vào năm 1602 và thành công giải cứu nó. Điều này đâu có lỗi lầm hay sai sót gì đâu nhỉ? Và chính vì lẽ đó, Peggy đã đồng ý đi bắt kẻ tẩu thoát, và kẻ này là nữ. Ngay lập tức Peggy đã được Strange đưa đến Dakota Badlands, nơi mà đối tượng đang lẩn trốn. Peggy không quên hỏi Strange rằng sau vụ này thì cô có được về hay không. Và tất nhiên là Strange đã nhận lời và đồng tình với Peggy. Lý do mà Strange không thể tự làm được việc này, đó là kẻ đào tẩu có khả năng nhìn và cảm nhận được Strange từ rất xa. Còn Peggy là người mới nên không lo bị phát hiện. Đến khi Peggy tiến vào thì The Watcher lại một lần nữa xuất hiện để cảnh báo. Tuy nhiên do bị Strange thuyết phục thế nên Carter đã có phần nào chủ quan và không nghe theo lời của The Watcher, tiếp tục tìm đối tượng mà Strange nhắc tới. Tại thế giới này thì Red Skull đã giành chiến thắng khi không có Captain Carter hay Steve Rogers. Hắn đã phá hủy thế giới này và làm bá chủ tại nơi đây. Nhưng đó không phải là mối lo ngại lớn nhất, bởi mục tiêu chính đã xuất hiện và tấn công Peggy một cách bất ngờ. Mục tiêu này không ai khác lại chính là Kahori, nữ siêu anh hùng mới nhất của Marvel được giới thiệu trong tập 206. Cả hai đã giao tranh với nhau, nhưng Captain Carter không phải là đối thủ của Kahori bởi tốc độ và sức mạnh của cô đều được lấy từ Space Stone. Tuy nhiên, Kahori không muốn giao tranh với Peggy mà đã giải thích rằng chính Strange Supreme mới là kẻ không đáng tin. Hắn cố tình nhờ Peggy để giúp bắt Kahori nhằm thực hiện mục đích xấu xa. Ngay lập tức, Kahori đã giải hòa với Peggy và giải thích cho cô việc làm của Strange. Đột nhiên cả hai đã bị dịch chuyển trở lại căn cứ của Strange và anh ta đã nhanh chóng khống chế Kahori để thực hiện mục đích của mình. Theo như lời từ Kahori, Strange Supreme có ý định bắt cóc rất nhiều ác nhân, thậm chí là cả các siêu anh hùng có sức mạnh phi thường ở khắp đa vũ trụ để hiến tế cho The Forge, thứ sẽ giúp Strange có thể khôi phục lại được vũ trụ này và cứu lấy Christine Palmer. Strange đã cố gắng tẩy não Peggy một lần nữa, rằng nếu cô có cơ hội cứu Steve Rogers thì cô cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Nhưng Peggy đã rất tỉnh táo và cho rằng đó là điều rất vô lý và Steve hay Christine đều không muốn như vậy. Và giao tranh đã nổ ra khi Peggy đã phản công Strange để giải cứu Kahori. Do sức mạnh chênh lệch quá nhiều, Peggy đã liều mạng cùi giải thoát cho toàn bộ ác nhân cũng như các siêu anh hùng mà Strange giam giữ để họ có thể choảng nhau và gây náo loạn, thậm chí choảng luôn cả Strange, tạo điều kiện để Peggy và Kahori tìm đến chỗ của The Forge và phá hủy nó. Trên đường đi, họ bắt gặp từng chướng ngại vật có sức mạnh rất khủng khiếp. Đầu tiên là Zombie Scarlet Witch với sức mạnh điều khiển xác chết. Phải rất khó khăn thì Kahori mới có thể khống chế và dịch chuyển Scarlet Witch đến một vũ trụ khác. Đám zombie như rắn bắt đầu, đột nhiên dừng lại, mắt của chúng chuyển từ đỏ sang xanh với sự xuất hiện bất ngờ của Hela, cùng với một tạo hình giống hệt với Hela mà chúng ta hay gặp trong Thor Ragnarok, rất máu chiến và hùng hãn. Tuy nhiên, Kahori và Peggy không phải đối đầu với ả, bởi tên ác quỷ lửa Searcher đã xuất hiện và cả hai lại có màn đấm nhau giống hệt như trong Ragnarok luôn. Cả Kahori lẫn Carter đã chạy trốn nhưng bất ngờ gặp Thanos xuất hiện đằng sau cánh cổng không gian do Space Stone tạo nên. Và lần thứ tư trong series What If Season 2, Thanos một lần nữa xuất hiện và bị xử một cách nhanh gọn nhẹ. Một ai đó đã búng tay và Thanos đã tan biến thành tro bụi. Người đó chính là Eric Killmonger với bộ giáp đầy đủ viên đá vô cực trong đó. Tưởng chừng gặp được đối thủ nặng ký, Kahori đã tách người của Eric ra khỏi bộ giáp và cho hắn bay màu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chính bộ giáp này là thứ đã giúp cho Captain Carter trở nên bá đạo hơn và sức mạnh tăng lên gấp triệu lần để đối đầu với Strange. Họ cuối cùng cũng đã tiến tới The Forge, nhưng Strange Supreme đã ngay lập tức xuất hiện. Một trận chiến long trời lở đất đã xảy ra giữa đôi bên. Strange Supreme thì không nói, nhưng với sức mạnh của bộ giáp vô cực thì Peggy cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Kahori đã chiến đấu ngang tài ngang sức. Mục tiêu duy nhất của họ là phá hủy The Forge để ngăn chặn kế hoạch của Strange Supreme. Nhưng không đơn giản như vậy khi năng lượng để phá hủy The Forge là rất lớn và cần rất nhiều thời gian. Cả hai vẫn tiếp tục giằng co, giao tranh với nhau, cho đến khi Captain Carter sau một thoáng lơ là đã bị Strange tẩy não và đưa cô về viễn cảnh trong phòng thí nghiệm trước khi Steve Rogers tiêm huyết thanh. Nhưng trò tẩy não này đã trở nên cũ rích và vô dụng trước một Peggy vô cùng lý trí. Strange Supreme đã thả toàn bộ ác nhân và các siêu anh hùng khắp đa vũ trụ xuống The Forge để bắt đầu nghi lễ hồi sinh vũ trụ của mình. Kahori đã rất cố gắng để nâng toàn bộ đám ác nhân đó để kéo họ trở về vũ trụ của mình. Thậm chí không chỉ có các ác nhân mà còn có cả Atarax, người đồng đội cũ của Kahori trong tập 206. Strange sau đó đã mất đi nhiều lợi thế, nhất là khi những nạn nhân của Strange đã ném vũ khí lên cho Carter để giúp cô có thêm sức mạnh đánh bại Strange. Và rồi, Captain Carter, The Infinite Hela of Thor đã phun giáp, kiếm, mũ các thứ để đấm nhau với Strange. Thậm chí Kahori đã dùng búa Mjolnir của Thor để tấn công pháp sư mất ngủ. Bị dồn vào thế đường cùng thì Strange đã biến thành hình ác quỷ và phản công lại dữ dội, khiến cho Captain Carter và Kahori buộc phải chơi liều, đó là tập hợp 6 viên đá vào tay Peggy rồi cho Strange một cú đấm giáng trời giúp cho ác quỷ trong Strange thoát ra khỏi người anh ta. Tuy vậy thì Strange một lần nữa bị ác quỷ nhập,
nhưng Peggy đã nhanh chóng kéo Strange xuống, đồng thời phá hủy luôn lõi của The Forge. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, thì Strange đã tự mình hy sinh để giết tên ác quỷ đó, đồng thời giải cứu đa vũ trụ thêm một lần nữa. Vụ nổ của The Forge tưởng chừng như đã đưa Carter sang thế giới bên kia, nhưng rất may là The Watcher đã can thiệp kịp thời, đưa Kahori trở về nhà và giải cứu cho Peggy. Ông đã đưa cô quay trở lại chính vũ trụ mà Strange Supreme đã giải cứu và thấy Christine Palmer đang sống với cuộc sống của cô mà Strange hằng mong ước. The Watcher sau đó đã thực hiện lời hứa của Strange, đưa Peggy trở về nhưng không phải là bục phát về luôn, mà là cho cô xem một thứ đặc biệt trước khi trở về nhà. Đó chính là cây thời gian do chính God of Story Loki đang nắm giữ. Mùa phim thứ hai của What If đóng lại từ đây, nhưng chúng ta sẽ không phải tiếc nuối quá lâu bởi hành trình xem chùa của The Watcher sẽ bị vắt sữa thêm mùa phim thứ ba và sẽ là tiềm năng để dự đoán lịch trình phát triển vào năm 2025, cũng là mốc thời gian mà Multiverse Saga đang bước đến hồi cao trào. Và đó là tuốt tuần tuột diễn biến trong What If mùa 2. Các bạn đánh giá mùa 2 này như thế nào thì hãy bình luận ở phía bên dưới để tất cả mọi người cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và xin hẹn gặp lại trong những video khác về chủ đề của MCU. Way Too Weird, out.